anh đúng là khùa khờ mà. Sao em cứ chửi bạn bè anh mãi thế? Đúng là cái thằng mồ côi. Cô ơi, mày cặn tay cặn nghĩa với anh em ấy như thế là quá đủ rồi đấy. Hai đứa chúng mày nói gì đấy? Mày thay quán đi nhở? Mà quán này tiện nhở, vừa có cà phê vừa có cả đồ ăn luôn. Lần sau bọn mình họp ấy cứ tập trung ở đây cho tiện. À, đây, tôi đóng phần của tôi, chắc là đủ rồi đúng không? Ơ, 500 thì sao đủ được? Bữa nay ông trả hết mà. Ơ, là sao? Bình thường bọn mình vẫn chia đều cơ mà. À, mới đổi luật nên là mỗi người trả một lượt theo vòng ấy mà. Ờ, ví dụ như là ông trả bữa này thì bữa sau đến tôi, xong đến My ấy, hiểu không? Ừ, bữa nay là bắt đầu từ ông đấy. Nhưng mà sao đột ngột thế? Không nói với tôi từ đầu. Thì tôi với Cường bàn là được rồi. Mà sao ông không đồng ý à? Sợ bọn tôi ăn quỵt hay sao? À, không, tôi không có ý đấy. Tôi không nghĩ như thế đâu. Đương nhiên là ông không được nghĩ như thế rồi. Ông là trẻ mồ côi từ nhỏ. Tôi với Cường chơi với ông thì là may mắn lắm rồi đấy. Tôi biết nên lúc nào tôi cũng mang ơn hai người mà. Thôi, bữa nay để tôi trả cho. Ờ, thì không có việc gì thì tôi My về trước nhá. Tại là làm cho công ty, về cùng nhau cho tiện nhá. Có việc bạn thì cứ đi về đi. Tôi về nhá. Bye ông bà nhá. Em ơi cho anh thanh toán với. Dạ, hóa đơn của anh hết 5 triệu ạ. Em chờ anh một tí nhá. Alo vợ à, anh quên mang cái thẻ Visa ra đây rồi. Mà anh lại không có tiền mặt ấy. Em mang ra quán giúp anh được không? Cái quán này là... Sáng em đưa cho anh 500 nghìn để đi ăn với bạn bè cơ mà. Ăn cái gì mà không đủ vậy? Bọn nó thay đổi luật tính tiền rồi. Bây giờ không chia đều đầu người nữa, mà trả xoay vòng, mỗi người trả một lượt. Cái gì cơ? Các bạn anh đúng là 5 triệu. Ba người các anh ăn cái gì mà hết 5 triệu vậy? Anh cũng không biết nữa. Người ta bảo trả bao nhiêu thì anh trả thôi. Rồi ạ, anh đúng là khù khờ mà. Ba người các anh còn hết cả cái menu của cái quán này ấy, thì cũng không đến 5 triệu đâu. Nhìn hóa đơn như thế mà cũng không biết đường thắc mắc à? Phục vụ đâu? Em ơi chị hỏi tí. Chồng chị đi ăn có 3 người thôi, mà tại sao hóa đơn hết tận 5 triệu này? Ơ, 3 người đâu ạ? Trước khi chồng chị đến, 2 người đã tiếp xong một nhóm bạn 10 người rồi ạ. Gọi nhiều đồ ăn lắm. 2 người đấy bảo em dọn sạch bàn trước khi chồng chị đến ạ. Anh gọi các bạn anh đến đây. Nhanh lên. Không đứa nào nghe máy cả. Anh chị ơi, thanh toán nhanh giúp em với ạ. Nhanh để em còn chốt ca. Em chả hiểu bạn bè anh là cái thể loại gì luôn ý. Đâu ra cái kiểu úp sọt bắt bạn trả tiền như thế. Lại còn tranh thủ mời người khác đến ăn trước khi anh đến nữa. Đấy là lừa đảo chứ bạn bè nữa gì. Chắc là bọn nó có lý do riêng, chưa kịp nói với mình thôi. Em nặng lời rồi đấy. Lần này đi ăn ở nhà hàng đắt tiền thì chúng nó bắt anh trả. Thế lần sau đến lượt chúng nó chọn cái nhà hàng rẻ hơn rồi trả ít tiền hơn thì làm sao? Thôi, mấy cái chênh này cái đáng bao nhiêu đâu. Mà bạn bè chơi với nhau tính toán chi li làm cái gì. Anh là trẻ mồ côi, anh chỉ chơi thân với mấy đứa đấy thôi. Nên anh nhường được là anh nhường hết luôn. Nhiều khi anh còn quan trọng bạn bè hơn cả bản thân mình ấy. Anh cứ như thế, bảo sao chúng nó ngồi lên đầu lên cổ anh mà ngồi ấy. Trẻ mồ côi thì làm sao? Mồ côi chứ phải phạm tội đâu, phải tự ti. Chúng nó đang lấy cái điểm yếu đấy của anh ra để thao túng tâm lý anh đấy. Sao em quá đáng thế nhở? Sao em cứ chửi bạn bè anh mãi thế? Anh chơi bởi bạn bè như nào tự anh lo được, anh không cần em phải quản. Được rồi, em lo lắng cho anh không cần thì thôi.
Gia đình mình thì không tin, đi tin mấy cái đứa bạn lưa lẹo. Em không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Em về nhà ngoại đây. Trừ 100.000 tại quán cà phê. Lại đi với hai cái đứa chơi đánh thức rồi. Mà khoan, sao bảo mỗi người trả một lứa, sao giờ chồng mình lại phải trả thêm 100.000 nữa là sao? Không được, phải đến nó làm ra ngô ra khoai với tụi nó mới được. Mà sao lần trước bảo luật mới là tính tiền theo vòng cơ mà? À, tôi mới cường mới đổi lại luật cũ rồi, bữa nào chia đều người bữa đó. À, thế còn 5 triệu hôm trước của tôi thì sao? Ông trả rồi thì thôi, thế chẳng lẽ giờ bạn bè với nhau, ông bắt tôi với My chia lại à? Đúng rồi. Hay là tiết kiệm bọn tôi? Ờ, không, thế thôi vậy. Mà này, bao giờ ông định làm lành với vợ đấy? Tôi chưa biết. Chắc là tôi đợi một vài hôm nữa, đợi vợ tôi nguôi rồi tôi nói chuyện sau. Hay thôi, ông làm lành đi, xong rồi vay vợ ông ít tiền. Nhà vợ ông giàu như thế mà bọn tôi thì đang kẹt tiền. Thôi, tôi không vay tiền vợ tôi nữa đâu. Bố mẹ vợ tôi cho bọn tôi nhiều lắm rồi, nên là bây giờ tôi cũng không muốn làm phiền thêm. Mẹ cái thằng này, giờ mày dám từ chối cả bọn tao nữa. Đúng là cái thằng mồ côi, vô ơn. Mày cặn tình cả nghĩa với anh em ấy, như thế là quá đủ rồi đấy. Hai đứa chúng mày nói gì đấy? Cấm được nói chồng tôi như thế. Chồng tôi tuy là trẻ mồ côi nhưng vẫn được dạy dỗ tử tế hơn hai người đấy. Mày, cái loại lừa lẹo lợi dụng bạn bè, chuyên đi ăn trực ăn quỵt như hai người ấy. May là gặp được chồng tôi hiền đấy, chứ gặp phải tôi thì ra bã từ lâu rồi. Nhìn ra mà nhìn, trả 5 triệu hôm trước đây. Mặc dù trước đấy hai người đã mời một đống bạn bè đến rồi, nhưng mà thôi, coi như là tôi từ thiện. Giờ mỗi người nôn 1.6 triệu ra đây, nhanh lên. Bọn bố mới đích trả đấy. Chúng mình định làm gì ta? Càng đòi, có tài càng cũng trả. Đi. Bọn này, đứng lại. Thôi. Thôi. Coi như anh mất bạn vậy. Anh cũng không ngờ những đứa anh coi là bạn thân lại quay lại đối xử với anh như thế này. Không được, em nhất định không để cái bọn mất dạy để sống nhở nhơ đâu. Em nhất định phải đòi lại tiền, đòi lại công bằng cho anh. Đền thế, gặp ngay vợ thắng. Tành thật, là anh mất đi một đại gia. Nguyễn Huyền My, xinh gái nhưng mà nợ 1.6 triệu không chịu trả. Quốc Cường công ty S làm bố trẻ con ăn quỵt 1.6 triệu. Cái gì này? Hai người làm trò gì ở đây đấy hả? Nhìn đi, đòi nợ chứ còn làm gì nữa. Đưa má đây. Đấy, có tiền mà không chịu trả, cứ phải dùng biện pháp mạnh cơ. Mày đúng là cái loại ấy, không cha không mẹ, không người dạy dỗ, cho nên mày không dạy được vợ mày. Để nó đến đây làm càn với bọn tao. Này, ăn nói cho nó cẩn thận. Ai nói chồng tôi không cha không mẹ? Chồng tôi có bố vợ mẹ vợ, có vợ có con, có anh chị em họ hàng đầy đủ. Đừng nghĩ chồng tôi mồ côi không nơi nương tựa mà cư xử quá quát. Chồng tôi không đơn độc đâu. Anh ấy có gia đình đàng hoàng, nên là đừng có nghĩ anh ấy hiền mà bắt nạt. Chồng tôi hiền, nhưng mà vợ anh ấy không hiền đâu. Tiền tiêu vặt với. Anh đón em, rồi mình đi xem đồ cưới nhá. Cô có vặt đồ như thế nào? Nhất quyết lấy chồng à? Em thích cái nào cũng được. Cứ em thích là anh thích rồi. Chú Lâm, chồng nói chuyện với chú. Chú thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ cháu vẫn chơi bời, ăn nằm với biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Tại sao? Tại sao con lại có thể đặt điều bôi nhọ mẹ như thế? Tôi chẳng hề quan tâm không đối xử với tôi như thế nào cả. Hương, Hương, ở lại đợi mẹ đã. Có chuyện gì thế? Cháu muốn chết đấy à? Nhưng mà bây giờ mẹ cháu có gia đình mới rồi, có quan tâm cháu đâu.
thì không muốn cháu phải bỏ trại mồ côi. Mẹ cháu mới yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Con xin lỗi mẹ. Tao mà la nhá, tao xuống luôn bây giờ đấy. Ừ. Mẹ ơi, cho con tiền tiêu vặt với. Alo, em đây. Vâng, em dậy rồi. Chiều nay em dậy, anh đón em, rồi mình đi xem đồ cưới nhá. Vâng, yêu anh. Mẹ, mẹ nhất quyết lấy chồng đúng không? Dù có phản đối như thế nào, mẹ quyết lấy chồng à? Vâng, mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu hiểu và thông cảm cho mẹ. Con lớn rồi, con đừng có ích kỷ như vậy nữa. Mẹ là người ích kỷ đấy. Mẹ có suy nghĩ cho con không? Mẹ có dai rồi, quan tâm gì con nữa? Vâng, sao con lại nói với mẹ như vậy? Ghét mẹ. Vâng, vâng. Em cứ chọn thiệp cưới đi. Nhiều mẫu đẹp quá anh ạ. Ừ. Cái này đẹp này. Ừ. Không, nhưng mà em thích cái này hơn. Em thích cái nào cũng được. Cứ em thích là anh thích rồi. Hương, đi học về rồi đấy hả con? Hương ở con. Hôm nay đi học có mệt không con? À, con muốn uống gì để mẹ làm cho? Con muốn cacao, mẹ xuống siêu thị mua cho con đi. Thế ngồi chờ mẹ nhá. Anh chờ em chút nhá. Ừ. Chú Lâm, cháu muốn nói chuyện với chú. Sao? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế hả? Nào, nói chú nghe xem nào. Chú đã nghe mẹ cháu kể về chuyện bố cháu chưa? Chú nghe rồi. Và chú thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mà ngược lại, chú lại thấy yêu thương và quan tâm mẹ cháu nhiều hơn đấy. Nhưng mà tất cả đều là dối trá đấy. Bố cháu không hề mất sớm và mẹ cháu cũng phải là một mình nuôi cháu đâu. Ok, Hương, cháu đang... Chú có biết vì sao ông bà ngoại lại ghét bỏ mẹ con cháu thế không? Là vì quá khứ lăng loàn của mẹ cháu đấy. Cháu là đứa con hoang của mẹ cháu, chú không biết à? Kìa Hương, cháu... Mà thậm chí là sau khi sinh cháu ra, mẹ cháu vẫn chơi bời, ăn nằm với biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Hương, cháu không được nói mẹ cháu như thế. Chú tránh xa mẹ cháu ra đi. Bỏ mẹ cháu đi. Chú không thấy người ta nói thà lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ à? Hương, mẹ con vừa làm cái gì vậy? Tại sao, tại sao con lại có thể đặt điều bôi nhỏ mẹ như thế? Con có còn là con gái của mẹ nữa không? Mẹ thôi đi. Nếu mà mẹ lấy ông ta ấy, thì sau này mẹ sẽ coi như đứa con riêng của mẹ. Đến lúc đấy mẹ còn quan tâm con nữa không? Hay là con trở thành cái gai trong gia đình của mẹ? Hương, con yên tâm, chú và mẹ Thu sẽ vẫn luôn yêu thương con. Con yên tâm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì mà chú với mẹ Thu bỏ rơi con đâu. Ông im đi. Tôi không hỏi ông, tôi chẳng hề quan tâm ông đối xử với tôi như thế nào cả. Hương, con không được hỗn loạn với chú như vậy. Con hỏi mẹ lần cuối, rốt cuộc là mẹ chọn con hay là ông ta? Hương, con đừng có như vậy nữa có được không? Mẹ xin con đấy, mẹ xin con đấy. Vậy là đủ rồi. Bây giờ mẹ và ông ta sống hạnh phúc đi. Đừng có tìm con nữa. Hương, Hương, ở lại đợi mẹ đã. Hương, có chuyện gì thế? Thôi để lát nữa con giải thích sau, con đi tìm cháu Hương đã. Mẹ bố.
Cháu, cháu muốn chết đấy à? Ông ghét cháu như thế, cứu cháu làm gì? Cháu phải biết nghĩ cho mẹ cháu nữa chứ. Mẹ cháu á? Mẹ cháu là người cháu yêu thương nhất. Nhưng mà bây giờ mẹ cháu có gia đình mới rồi, có quan tâm cháu đâu. Cháu chết quách đi cho xong. Thôi được, ông sẽ kể cho cháu biết sự thật. Sự thật ạ? Mẹ cháu có một người bạn thân tên là Linh. Ngày đó Linh bị người yêu phản bội nên đã phải một mình sinh con. Không may lại qua đời ngay sau khi sinh. Và đứa bé đó chính là cháu. Gia đình Linh nhất quyết không nhận cháu. Vì không muốn cháu phải vào trại mồ côi nên Thu đã bất chấp nuôi cháu, dù cho có bị ông đuổi ra khỏi nhà và bị chồng sắp cưới hủy hôn. Mẹ cháu thui thủi một mình cũng chỉ vì nghĩ cho cháu. Cháu giờ cháu lớn rồi, mẹ cháu mới yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ông cũng vì thế mà muốn làm lành với hai mẹ con để gia đình mình đoàn tụ. Vậy mà cháu đi tìm mẹ cháu đây. Phương, con. Bố lại mắng mỏ gì con bé thế ạ? Không, bố không mắng mỏ gì nó cả. Không, ông không mắng con đâu. Mẹ, ông kể cho con hết sự thật rồi. Sự thật gì? Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi chú Lâm. Không sao đâu. Nghe mẹ nói này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Mẹ sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con. Con gái của mẹ, đối với mẹ thì lúc nào con cũng luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Hai vợ chồng con sẽ ra ngoài ở riêng. Tao đem bán hết. Ơ kìa, mẹ mang đồ của con đi đâu đấy hả? Chị mua nhiều đồ thế này để làm gì? Toàn tiền của con trai tôi thôi. Tôi đem bán bớt đi đỡ phí. Mẹ, tất cả đồ này đều là tiền của con mua mà. Tôi hỏi chị nhé, chị ăn mặc diêm dúa như này để làm gì? Đây, còn nhiều đồ trang điểm nữa. Chị nhìn lại mặt chị đi. Trông mặt xấu như thị nở, gọi một cụ ấy. Gớm, ngữ chị có dắt vàng ấy. Chả ma nào mà thèm đâu, không khá nổi đâu. Sao mẹ nói nặng lời với con thế ạ? Nếu không phải công ty anh Lâm gặp khó khăn thì con cũng không phải bươn trải thành ra như thế này đâu ạ. Chị chỉ giỏi cãi thôi. Mẹ giả đồ cho con đi ạ. Đưa đây. Mẹ, đồ của con mà. Úi dồi ôi. Mẹ có sao không ạ? Mẹ xin lỗi con, mẹ làm rơi đồ con. Mẹ đứng lên đi đã xem nào. Con đây con. Là do mẹ muốn giúp vợ con dọn dẹp đồ. Nhưng mà cái Quyên nó sợ mẹ,
sợ mẹ lấy đồ, ăn cắp đồ làm hỏng đồ của nó con ạ. Quyền, em đừng có mặc quá đáng như thế. Đây là mẹ của anh đấy. Mẹ con đang bị bệnh tim nữa. Nhớ mẹ có mệnh hệ gì ấy, em đừng có mà trách anh. Em... Mẹ, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Mẹ ơi, nhà mình còn cơm không ạ? Nãy con dọn nhà xong mệt quá nên là ngủ quên mất, không kịp ra ăn với mẹ ạ. Ôi trời, tôi gọi mãi chị có nói gì đâu, nên tôi ăn hết rồi. Mà chỗ còn thừa thì tôi đem sang cho con đứa nhà xóm ăn. Vâng ạ, thế thôi để gọi ship về. Con xin phép mẹ. No quá mẹ ạ. Hôm nay ấy, mẹ nấu toàn món ngon thôi. Thế mà tôi nấu, vợ anh nó có thèm động đũa vào đâu. Ui trời ơi, tao quen ăn ngon thôi. Mà này, gọi còn không thèm ra ăn nên mẹ phải ăn hết đấy. Nó bây giờ nó toàn book hàng online về ăn thôi con ạ. Đúng là số sướng mà không biết đường hưởng. Ôi, mẹ đừng có buồn nữa. Có gì con sẽ nói chuyện lại với vợ con sau. Ui giời, tại anh đấy. Ngày trước có phải anh nghe lời tôi lấy đứa khác đấy, có phải bây giờ mẹ anh đỡ khổ không? Đi rước cái con vừa xấu người xấu cả nếp. Mà mẹ sợ sau này nó đẻ con ra lại xấu như nó thì chết đấy con ạ. Hỏng hết giống nhà mình. Tao nhận được đồ rồi. Tao vừa gửi ảnh cho mày xem đấy. Mày xem có đúng là sản phẩm mày hay dùng không? Đây là bộ sản phẩm làm đẹp da cao cấp của tập đoàn Kohino mà tao đang dùng đấy. Thấy hiệu quả lắm, nên là tặng mày một bộ. Có viên uống đẹp da tảo sâm làm từ các dược liệu quý như là tảo xoắn, spirulia, tảo lục, chlorella, glutathione, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ và collagen, có tác dụng làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Mỗi ngày ấy, mày uống 2 viên tảo sâm kết hợp với bôi kem chống nắng ban ngày Rich Skin Sun Cream để bảo vệ da dưới nắng mặt trời, chống lại tác dụng của các tia UV, dưỡng ẩm, tăng đàn hồi cho da để da trắng sáng, hết nám, sạm. Còn trước khi đi ngủ ấy, thì bôi kem dưỡng da ban đêm Rich Skin Night Cream trị nám. Nhớ là đủ các bước tao vừa dặn đấy nhá. Tao biết rồi, tao cảm ơn mày nhá. Son phấn ăn mặt đẹp đi đâu đấy? Đi gặp bồ với dài đấy à? Mẹ, con đi gặp khách hàng mà mẹ. Gặp khách hàng?
con trai tôi nó đi công tác dài ngày ấy. Chị đừng có mà vớ vẩn nhá. Tôi mà bắt được ấy tôi cạo đầu bôi vôi đấy. Vào lấy cho tôi cốc nước nóng thật nóng ra đây nhá. Cả đêm hôm qua nằm dưới điều hòa đau hết cả họng này. Vâng, vậy chờ con một lát ạ. Mà chị tìm dưới gầm bàn xem có cái kính của tôi để đâu chứ tìm mãi không thấy. Tìm kỹ vào nhá. Sao thế hả con? Nước nóng như thế sao lại đỡ tay vào? Tay của con. Anh ơi, anh có sao không ạ? Mẹ, tại sao mẹ lại nhẫn tâm thế ạ? Nếu mà con không về kịp vào đợi cốc nước này thì mặt vợ con đã bị bỏng hết rồi đấy. Trước đây vợ con từng kể đã bị mẹ ăn hiếp rất nhiều lần, nhưng mà con đã không tin đấy. Mẹ, anh xin lỗi em nhé. Từ giờ anh sẽ không để cho hai mẹ con em phải chịu thiệt thòi nữa. Mẹ con nghĩa là như nào hả Lâm? Vợ con đã có bầu rồi mẹ ạ. Và từ giờ con quyết định hai vợ chồng con sẽ ra ngoài ở riêng. Mình vào phòng thôi. Lâm.